Giữa lúc Min Hee-jin và HYBE đấu tố cực căng, công ty quản lý Idol thông báo Hyun sẽ không tham gia quảng bá cho đợt comeback mới, đồng thời kêu gọi công ty tôn trọng và giữ NewJeans tránh xa khỏi cuộc chiến giành quyền lực giữa các bên. Việc Hyun, thành viên út của NewJeans, không thể tham gia quảng bá cho đợt comeback mới của nhóm vì lý do sức khỏe đã dấy lên nhiều tranh cãi trong cộng đồng fan K-pop. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của Hyun và đặt câu hỏi về trách nhiệm của công ty quản lý Idol và tập đoàn HYBE trong việc chăm sóc cho nghệ sĩ. Cụ thể, công ty quản lý của nhóm NewJeans Idol thông báo, tháng trước Hyun cảm thấy đau ở mu bàn chân khi tập luyện. Cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện ra một vết nứt nhỏ ở bàn chân. Kể từ đó, cô ấy tập trung vào việc điều trị và phục hồi. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đã khuyên cô ấy hạn chế tối đa mọi cử động có thể gây căng thẳng không cần thiết cho vùng bị ảnh hưởng. Do đó, Hyun sẽ không tham gia các hoạt động quảng bá chính thức cho single đôi House With, bao gồm các chương trình ca nhạc và biểu diễn, để tập trung vào quá trình hồi phục của mình. Đối với những lần xuất hiện theo lịch trình khác ngoài các chương trình ca nhạc và biểu diễn, sự tham gia của cô ấy sẽ được điều chỉnh một cách linh hoạt dựa trên lời khuyên về sức khỏe và y tế. Song cũng trong sáng ngày 8 tháng 5, trước tòa nhà trụ sở tập đoàn HYBE ở Hàn Quốc đã xuất hiện nhiều xe tải với thông điệp đến từ cộng đồng người hâm mộ của nhóm NewJeans, Bernice. Trước những diễn biến này, Bernice đã tổ chức nhiều hoạt động để ủng hộ NewJeans và phản đối HYBE. Họ đã thuê xe tải biểu tình dưới trụ sở HYBE, yêu cầu đảm bảo hoạt động cho NewJeans và CEO Min Hee-jin, đồng thời chấm dứt những hành động gây ảnh hưởng đến nhóm. Fan NewJeans đề cập, Bernice ủng hộ NewJeans chứ không phải HYBE. Bernice muốn NewJeans đồng hành cùng CEO Min Hee-jin. HYBE phải đảm bảo hoạt động của NewJeans và CEO Min Hee-jin. Bang Siuk, ông có vui không, có hạnh phúc không? HYBE đừng có vô lương tâm. Bang Siuk hãy để họ yên. HYBE dừng ngay chiêu trò truyền thông bẩn làm suy yếu giá trị của NewJeans. Label độc lập chỉ là nói mồm, hãy tập trung hỗ trợ cho màn tái xuất của NewJeans. Qua đó cho thấy sự bức xúc của fan hâm mộ càng gia tăng khi HYBE không có động thái quảng bá cho MV mở đường Bubblegum của NewJeans. MV này đã đạt được thứ hạng cao trên YouTube nhưng không được phát hành trên các nền tảng nhạc số, khiến nhiều người cho rằng HYBE đang bỏ bê NewJeans vì mâu thuẫn nội bộ giữa HYBE và CEO của Idol Min Hee-jin. Cũng là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Sau khi HYBE thực hiện cuộc kiểm toán bất ngờ đối với Idol với nghi ngờ Min Hee-jin muốn giành quyền kiểm soát, Min Hee-jin đã tổ chức họp báo để lên tiếng về việc HYBE đối xử thiếu công bằng với NewJeans. Nhiều thông tin cho rằng HYBE đang cố gắng kiềm hãm sự phát triển của NewJeans để tập trung vào các nhóm nhạc nam chủ lực khác trong công ty như BTS và TXT. Điều này càng khiến fan hâm mộ NewJeans thêm phẫn nộ và lo lắng cho tương lai của nhóm. Dù vậy, Bubblegum vẫn chứng minh sức hút khi MV đã có 8 ngày đứng đầu bảng xếp hạng xu hướng âm nhạc của YouTube Hàn Quốc. Bên cạnh đó, ca khúc chưa được phát hành trên các nền tảng nhạc số nhưng đã lọt vào bảng xếp hạng Billboard Global .us toàn cầu ngoài Mỹ ở vị trí thứ 166. NewJeans là nhóm nhạc nữ mới ra mắt dưới trướng Idol, một công ty con của HYBE. Nhóm gồm 5 thành viên: Minji, Hani, Daniel, Haerin và Hyun. Ra mắt vào tháng 8 năm 2022 với MV Attention, NewJeans đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ âm nhạc trendy, vũ đạo đẹp mắt và ngoại hình nổi bật của các thành viên. Nhóm đã gặt hái được nhiều thành công trong thời gian ngắn ngủi như chiến thắng vị trí số 1 trên các chương trình âm nhạc, thu về lượng fan hùng hậu và trở thành một trong những nhóm nhạc nữ mới triển vọng nhất hiện nay.